Vâng, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc về đổi máy miễn phí của máy đo đường huyết. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy cả nhà ha. Có những máy tầm vài trăm ngàn, có những máy là tặng không miễn phí, và có những máy là tới từ 1 đến 2 triệu. Thì Hoàng Sơn có giải thích với cả nhà mình trong video về cách lựa chọn máy đo đường huyết rồi. Thì thường những máy rẻ tiền á, thì Hoàng Sơn không có khuyến khích cả nhà mình nên xài đâu. Tại vì khi đo mà cái kết quả sai lệch quá lớn, hoặc là cái độ tin tưởng của cái thương hiệu đó không có đó, thì mình lại sợ nhiều khi thuốc không có phù hợp thì rất là nguy hiểm. Còn cái vấn đề đổi máy là sao? Ví dụ giống như cái hãng đó, những cái hãng thương hiệu nổi tiếng á, thường thì dòng máy tầm 1 triệu mấy trở lên á, thì sau khi họ một thời gian vài năm thì cái công nghệ mới ra đó, thì họ sẽ có sản xuất ra model mới và họ sẽ ngừng sản xuất model cũ, mà họ bảo hành cho mình 5 năm mà mới có 3 năm rồi họ đổi model mới thì sao? Đó thì họ sẽ có thể là họ thu hồi máy đó về và đổi cho mình cái máy mới miễn phí, cả nhà ha, máy mới miễn phí luôn đó, để mình có thể có một cái công nghệ hiện đại nhất để mình xài. Ví dụ giống như cái dòng máy của Array của Nhật này nè, thì hiện giờ có chương trình đổi máy của Nhật, lấy máy Nhật cả nhà ha. Tức là hồi trước á, mình mua những cái hãng của Omron. Ví dụ những cái dòng máy mẫu Omron đây nè, đây như mình hát rồi, thì những cái dòng máy cũ đó sẽ được thu hồi về, thì mình sẽ đổi lấy cái máy này miễn phí. Đó, điều kiện là gì? Thì mình chỉ cần mua hũ em mới thôi, cả nhà ha. Ví dụ cái máy này 1,2 triệu, thì mình được bảo hành 5 năm. Còn máy Omron ngày xưa cũng vậy, cũng bảo hành 5 năm, nhưng mà do cái model nó cũ quá rồi, người ta ngừng sản xuất, nên là que thì trên thị trường khi mà họ bán cái máy ra là 5 năm thì họ vẫn cam kết cho mình trong 5 năm đó mình sẽ có que để sử dụng. Nhưng mà cái thứ nhất là khi người ta không sản xuất máy nữa thì que nó sẽ bị hơi hiếm hay khó về đó, cả nhà mình mua cũng hơi khó. Rồi cái thứ hai nữa, công nghệ mới mà hiện đại hơn, cập nhật, thì mình cũng nên đổi máy mới miễn phí cả nhà ha. Nhưng mà cái điều kiện là mình phải mua, một là mình mua hũ que mới là 50 que, nó tầm khoảng là 540 ngàn hay 560 ngàn gì đó. Còn hai á, là mình sẽ mua hai hũ que 25 que, tức là mỗi hũ này là 300 ngàn, mỗi hũ 300 ngàn mà bên trong có 25 que thì hai hũ này là 600 ngàn, thì mình sẽ được đổi cái máy mới 1,2 triệu này miễn phí ra nhà ha, và tiếp tục bảo hành 5 năm cho mình đó, để Hoàng Sơn lấy cái mẫu cho cả nhà xem. Với lại hiện tại thì cái chương trình đổi máy là của chính hãng của Nhật cả nhà ha, những hãng Omron của Nhật mới đổi được. Còn những hãng khác thì nhiều khi những hãng không có thương hiệu á, mình xách ra đổi thì hãng nó không có hỗ trợ đâu đó, nên là cả nhà thông cảm nghe. Nếu mà cả nhà mình đang xài dòng máy Omron đó, mà mặc dù còn xài được hay là hư, mình cứ mang ra cả nhà ha, và bên Hoàng Sơn sẽ đổi miễn phí cho cả nhà mình, chứ còn mua que mới thì xài thôi đó. Cái dòng máy Array này cũng là một cái xưởng sản xuất của máy Omron ngày xưa đó, cả nhà thấy nó rất là chất lượng ha. Và cái này là cái model mới nhất hiện giờ của 2021 đó, cái chuẩn ISO rất là mới, để cả nhà mình có máy mới mình xài và được bảo hành mới luôn. Rồi cái cách xài thì y như nhau cả nhà, không có cần cài đặt code gì hết, mình chỉ cần lấy que cắm vào máy thì mình chích giọt máu nặng ra và chạm vào đây, thì trong vòng khoảng 3 giây mình sẽ ra kết quả, mình tra vào cái con số vào cái bảng giá trị và mình biết được đường huyết mình cao hay thấp. Và vài lần mình làm thì mình sẽ quen, mình biết được cái mình thuộc, ví dụ giống như từ 100 cho đến 101, 102 là bình thường, ví dụ vậy, thì mình sẽ biết được 200 là đường huyết cao, thì cả nhà mình sẽ quen, mình khỏi cần tra bảng luôn hả. Còn nếu mà như cả nhà mình không có máy cũ để đổi ha, thì cả nhà mình có thể mua máy mới thì được trợ giá từ cái chương trình Sức Khỏe 60 giây rất là tốt. Cả nhà mình nhớ liên lạc với Hoàng Sơn nha. Cái dòng máy này 1,2 triệu, nhưng mà mình liên lạc với Hoàng Sơn sớm để có chương trình hỗ trợ giá. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.